chiều ngày 25 tháng 2, tàu Sa 413 đã đưa 5 thuyền viên và hai thi thể của tàu Vân Đồn A về Vũng Tàu, 5 thuyền viên gồm Lê Xuân Lưu, 35 tuổi, thợ Điện, quê Hà Tĩnh, Trần Quang Lự, 52 tuổi, Thủy Thủ, quê Hà Nội, Nguyễn Văn Đạt, 29 tuổi, Thủy Thủ, quê Nghệ An, Phạm Văn Trung, 27 tuổi, thợ máy, quê Ninh Bình và Hoàng Văn Thế, 33 tuổi, thợ máy, quê Nghệ An. Ngay sau khi cập bến, những thuyền viên được đưa đến khách sạn để cách ly và chữa trị, phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó, thi thể hai thuyền viên là anh Quy 30 tuổi và anh Ca 25 tuổi được bàn giao cho cơ quan chức năng. Đồng thời, tàu Sa 413 tiếp nhiên liệu, thực phẩm để quay lại hiện trường, tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại. Trước đó, chiều ngày 23 tháng 2, tàu vân đồn Ace chở 5.800 mét khối gỗ hải trình từ Papua New Guinea về Cần Thơ thì gặp nạn ở vị trí cách vũng tàu khoảng 160 hải lý. Tàu bị hỏng máy nghiêng 15 độ, nước tràn vào tàu nên tất cả 19 thuyền viên phải rời bỏ tàu. Đến nay đã tìm được 9 thuyền viên và 2 thi thể, hiện vẫn còn 8 người mất tích.